Kính thưa quý vị và các bạn, sáng hôm nay ngồi quán cà phê, check Facebook đầu ngày thì có được một cái tin, một anh bạn luật sư cũng thân, cũng có cộng tác vài lần đã ra đi. Và lòng tôi thì trùng lại. Và tôi suy nghĩ rằng mình có thể làm gì? Mình có thể làm gì? Và mình có thể làm gì để khi hôm nay, tí nữa đây, ngày mai mình nhắm mắt xuôi tai thì mình có để lại được cái gì hay không? Thật ra thì chết cũng là hết, cũng chẳng để cho gì hết. Nhưng rõ ràng với những kiến thức này, với kiến thức của anh mang đi thì tiếc lắm, uổng lắm. Cho nên hôm nay tôi quyết định làm một loạt cái video về ly hôn để cho quý vị và các bạn, những người chưa có thể cập nhật được kiến thức pháp luật, để biết những cái kiến thức pháp luật để mà tự bảo vệ mình. Thưa quý vị và các bạn, cái tên video của tôi có tên là Nộp đơn ly hôn chưa chắc đã được. Thưa quý vị và các bạn, cái việc của tòa là như thế đó, việc dân sự là vậy đó. Anh đi kiện, anh phải có chứng cứ, anh phải có cơ sở pháp lý để anh chứng minh cái yêu cầu anh được tòa chấp nhận. Anh yêu cầu tòa án chia thừa kế thì anh phải có cái cơ sở, anh là con, là cháu trực hệ, hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, những cái tài sản mà trước đây ông bà cha mẹ anh tạo lập, mà hiện tại thời điểm ông bà anh còn sống thì ông bà anh còn quản lý và đứng tên. Thì như vậy cái yêu cầu và những chứng cứ đó mới có thể được chấp nhận. Trong cái vụ kiện ly hôn thì nguyên đơn là một vợ hoặc chồng khởi kiện đến tòa. Thì khi khởi kiện đến tòa thì vợ hoặc chồng sẽ nộp đơn. Tôi có một người bạn, họ bảo rằng là họ nộp đơn khởi kiện ở tòa. Tuy nhiên mà họ là bị đơn, người chồng họ nộp đơn khởi kiện ở tòa. Thì tôi bảo rằng là sau khi mà nghe người bạn đó kể thì nhìn nhận cái vấn đề là người chồng của người bạn đó chỉ là cặp chơi thôi, một cô gái bán cà phê. Xin lỗi quý vị và các bạn, tôi không chê tất cả những các bạn bán cà phê đều xấu. Tuy nhiên rằng là trong cái vụ kiện này thì anh chồng gặp một cái người bán cà phê, và tôi đưa ra những cái nhận định cùng với chị vợ và song hành cùng chị vợ. Tôi đưa ra những cái lập luận rằng là có thể là người chồng chị bị say nắng, có thể là chồng chị bị một chút gọi là sét đánh. Rồi thì anh cũng còn gia đình và anh là một người có trách nhiệm. Và khi nộp đơn khởi kiện ở tòa, trong cái bản tự khai của chị với góc độ là bị đơn, anh thì anh yêu cầu được ly hôn và chia tài sản. Tôi làm đơn cho chị, tôi nói trong cái thông điệp bản tường trình gồm những cái yếu tố như thế này quý vị. Thứ nhất, tôi nói về cái tình yêu giữa anh và chị. Anh và chị đến với nhau bằng tình yêu, và chị tin rằng chị cùng anh sẽ vượt qua cơn sóng gió. Và chị hiểu được rằng cái gọi là những cái giai đoạn, những cái thăng trầm trong cái đời sống hôn nhân là có thật. Nó không phải như tình yêu ban sơ, như thổi ban đầu cứ yêu và cứ thế là yêu, mà nó còn cơm áo gạo tiền, nó còn cả sex nữa.
và nó còn cả cái cư xử của người vợ hoặc người chồng. Hai chị em ngồi tâm sự nhiều lắm. Và thế là tôi đã đưa cái đơn cộng với cái lời tâm sự của chị chuyển hóa, phụ nữ mà, luật sư nữ mà, chuyển hóa từ cái tình cảm của chị thành cái đơn bản tự khai. Và xin Tòa một điều duy nhất thôi: Tòa ơi, tôi vẫn còn thương chồng, Tòa cho tôi một cơ hội. Cái việc mà ăn bánh trả tiền đó, nó chỉ là một cái giai đoạn ngắn trong cái cuộc đời. Và người vợ này tin rằng bằng cái trái tim, bằng cái tình yêu đôi lứa, bằng cái trách nhiệm của người chồng, người chồng quay về với gia đình. Thì cái kết quả của cái vụ khởi kiện đó thì Tòa chấp nhận cái đơn khởi kiện của chị và xin được của gia đình. Thế đây quý vị và các bạn, trong cái việc mà mình khởi kiện ở tòa để xin ly hôn thì không phải tất cả những trường hợp nộp đơn ly hôn ở tòa, tòa án sẽ chấp nhận hết. Nhưng một số trường hợp tòa sẽ chấp nhận với lý do mâu thuẫn hôn nhân trầm trọng, mục đích hôn nhân không thể kéo dài. Và bằng cái kinh nghiệm của người thẩm phán, các anh chị thẩm phán sẽ hiểu được rằng những cái hai cái người đứng trước mặt tôi đây, nếu tôi mà không cho họ ly hôn thì họ cũng tự động họ không thể sống chung một mái nhà. Hoặc với cái yêu cầu của người vợ tha thiết như vậy thì người thẩm phán cũng nói rằng ngần ấy gần 20 năm trong cuộc sống chung vợ chồng, tôi cho cơ hội của anh chị 6 tháng, tôi cho cơ hội anh chị 1 năm. Nếu anh chị hết thời gian đó thì anh chị quay lại, anh chị ly hôn thôi. Cửa tòa án lúc nào cũng rộng mở. Thì đây quý vị và các bạn, thông qua cái câu chuyện này tôi cũng muốn gửi cho quý vị một cái thông điệp. Không phải khi chồng mình hoặc vợ mình lập đơn khởi kiện thì mình sẽ lo sợ rằng mình sẽ tòa sẽ chấp nhận cái đơn yêu cầu ly hôn của người chồng, mà chúng ta sẽ nhìn nhận lại hiện trạng thực tế của chúng ta, coi có thể đoàn tụ hay không, coi có thể ly hôn được hay không. Nếu trong trường hợp hôn nhân trầm trọng, mục đích không thể kéo dài thì chúng ta hãy giải phóng cho người bạn đời của mình. Còn nếu trong trường hợp đó là những cái vu vơ, những cái say nắng của những anh chồng, hoặc những cái hành vi cư xử của người vợ trong cái đời sống hôn nhân, thì chúng ta hãy mạnh dạn bày tỏ cái chính kiến của mình tại tòa án: tôi vẫn còn thương chồng với lý do nào đó, và xin tòa cho tôi, cho tôi và cho cả chồng tôi, cho cả vợ tôi một cái cơ hội để cả hai có dịp soi lại chính bản thân mình. Tới cái video tới thì tôi sẽ làm một cái video nộp đơn khởi kiện chưa chắc tòa chấp nhận ly hôn, để quý vị và các bạn xem trong hàng loạt cái video. Vì sao tôi muốn làm cái video như thế này? Tại vì những cái video nó rải rác rất là nhiều thì rất là khó trong cái việc mà các bạn tìm những cái thông tin. Và chắc chắn là tôi sẽ bỏ vào một cái playlist, có gọi là danh sách phát, cho nó dễ. Ví dụ như bây giờ nếu các bạn quan tâm đến vấn đề ly hôn thì ở đây trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đã có cái 10 bài về ly hôn. Nếu quý vị và quan tâm đến việc hình sự và những cái tố tụng về hình sự thì sẽ có những cái văn bản về hình sự và những cái vấn đề khác nữa. Quý vị tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa chuyển tải đến những thông tin trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn.